Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con ngan. Con ngan. Con ngan này có màu gì? Con ngan này có màu trắng. Con ngan này có màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Con ngan kêu thế nào? Có mấy con ngan ở đây? Có 4 con ngan đang ở đây. Á á. Bắp ngô. Ớ ớ. Cái cân. Bờ bờ. Con bướm. Cờ cờ. Con cò. Giờ giờ. Con dế. Đờ đờ. Đồng hồ.